25 cú sút, 9 cú nã trực tiếp vào khung thành, 4 cơ hội ăn bàn 10-10, nhưng Fiorentina chỉ để thua đúng 1 bàn trên chấm penalty. Quái, gã thủ môn ở Fio là cao nhân phương nào? De Gea bước ra dõng dạc tuyên bố, có lão tồn đây. Ấy nhầm, dạo này xem lại Tây Du Ký cuốn quá anh em ạ. Nếu trận đấu tối qua là một bộ phim thì màn trình diễn của De Gea xứng đáng nhận về tượng vàng Oscar. Không chỉ xuất sắc trong trận đấu, De Gea đã khiến cả thế giới phải sửng sốt khi anh đã làm được điều rất ít khi làm ở Man United, đó là cản phá những quả penalty định mệnh. Quả penalty đó như phần cao trào của một bộ phim vậy, từng là chốt chặn không thể thiếu của Manchester United. Thế nhưng bi kịch đã đến khi anh buộc phải rời Old Trafford trong sự im lặng, không kèn trống, không có tiếng vỗ tay hay những lời chiên nồng nhiệt. De Gea đã lặng lẽ ra đi sau hơn một thập kỷ cống hiến cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên hành trình của anh sau đó không hề suôn sẻ. Khi tìm kiếm bến đỗ mới, De Gea đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ngay từ những ngày đầu ra mắt Fiorentina khi phong độ của anh không còn như xưa. Trong lần ra mắt Fiorentina, De Gea đã không thể hiện được phong độ đỉnh cao và bị truyền thông của người hâm mộ chỉ trích nặng nề. Nhưng đúng như người ta vẫn nói, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. David De Gea với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình đã từng bước lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Trận đấu quyết định giành vé dự vòng bảng UEFA Conference League giữa Fiorentina và Puskas Academy chính là sân khấu để De Gea tỏa sáng khi đội bóng ý đối diện với nguy cơ bị loại sau trận hòa 3 đều đầy căng thẳng trên sân nhà. De Gea đã trở thành người hùng thực sự với 8 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có những tình huống nguy hiểm mà chỉ có sự phản xạ tuyệt vời của anh mới có thể cản phá. De Gea đã giữ vững hy vọng cho Fiorentina. Đỉnh điểm của màn trình diễn tuyệt vời ấy là pha cứu thua ở phút 51 khi một cầu thủ của Puskas Academy đã đánh đầu cận thành từ khoảng cách chỉ 2m. Bằng một cách thần kỳ nào đó, De Gea vẫn kịp phản xạ và đẩy bóng ra ngoài, giúp Fiorentina tránh khỏi bàn thua. Không chỉ vậy, anh còn giúp đội bóng trụ vững trong hai hiệp phụ dù phải chơi thiếu người. Cuối cùng, De Gea khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng việc cản phá thành công cú sút luân lưu của Roland Sunonoki, mang về chiến thắng cho Fiorentina. Anh đã chứng minh rằng dù ở đâu, dưới màu áo nào, De Gea vẫn là De Gea, người hùng trong khung gỗ. Có lẽ giờ đây khi chứng kiến De Gea tiếp tục tỏa sáng, những người ở Man United sẽ không khỏi nuối tiếc về quyết định để anh ra đi. Trong những ngày vừa qua, Pellegrini thì ghi bàn cho đội bóng mới, Fred lập hat-trick, McTominay được sân Naples cưng như cưng trứng. Wan-Bissaka thì tả xung hữu đột ở West Ham và giờ là De Gea tỏa sáng. Có lẽ các fan Man United đang cảm thấy cực kỳ chạnh lòng khi anh em cầu thủ cứ rời đội lại đá tốt hơn nhiều. Về phần De Gea, có lẽ cảm xúc của fan Quỷ Đỏ còn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng đôi khi chia tay lại là lựa chọn tốt cho cả hai. Mà cũng đừng nhắc về Onana nữa nhé. 2024 rồi mà vẫn xem Onana là một điểm yếu trong hàng thủ Man United là hơi dở đấy. Nếu có điều gì đó cần sửa chữa trong thương vụ Andre Onana, David De Gea và Man United thì đó nên là Man United nên tổ chức một buổi chia tay đàng hoàng cho David De Gea vì tất cả những điều đã qua giữa hai bên. Ở tuổi 33 sẽ thật ngu ngốc nếu nói rằng De Gea sắp giải nghệ. De Gea là thủ môn có trình ở rất cao. Ở tầm tuổi này, Manuel Neuer cũng từng gặp những trục trặc về phong độ, sau đó đã lấy lại nó nhanh chóng. Và tôi hy vọng rằng De Gea cũng sẽ làm được điều tương tự. Và mọi cuộc hành trình xa xôi như thế cần những bước chân nhỏ đầu tiên. Thế nên hãy cứ bắt thật tốt ở Fiorentina nhé. Một ngày nào đó danh vọng sẽ trở lại với anh.